Chào mừng các bạn đã đến với Tech Daily của ngày 21 tháng 3. Và trong bản tin ngày hôm nay thì thông tin đáng chú ý có lẽ sẽ thuộc về việc cáp quang biển liên Á sẽ được khôi phục hoàn toàn vào ngày 25 tháng 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Các bạn thân mến, như đã biết, dù mới chỉ bước vào đầu năm nhưng cộng đồng người dùng mạng Internet tại nước ta đã liên tiếp đón nhận những tin tức không mấy hay ho về tình hình cáp quang biển. Nếu như dịp trước Tết Nguyên đán, tuyến cáp liên Á gặp trục trặc thì đến ngày 4 tháng 3, tuyến cáp này lại tiếp tục gặp sự cố. Và theo một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam chia sẻ vào ngày hôm qua đã cho biết Tata, đơn vị chủ quản tuyến cáp liên Á phân đoạn Singapore, hiện đã xin được giấy phép vào vị trí cáp lỗi mới được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 2017. Và thời gian dự kiến hoàn thành sửa chữa cáp nhánh S1 Singapore của tuyến cáp biển liên Á là ngày 25 tháng 3 năm 2017. Được biết thì không chỉ mỗi tuyến cáp liên Á mà cùng khoảng thời gian đó, một tuyến cáp quang biển khác là AAG thì cũng đang gặp sự cố. Cáp nhánh cập bờ khu vực Hồng Kông của tuyến cáp AAG bị đứt vào 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 2 năm 2017. Trong lần thứ 2 trong năm 2017 thì cáp AAG gặp sự cố, gây ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Internet của nhiều ISP Việt Nam như là VNPT, Viettel, CMC, Telecom hay là FPT Telecom. Tuy nhiên ngay sau đó thì các doanh nghiệp đều đã có phương án chuyển hướng lưu lượng quốc tế qua các tuyến như là Nhật Bản và một số hướng khác, phần nào đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp tới các khách hàng. Theo thông tin của lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước tháng 2 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dự kiến đến ngày 27-28 tháng 3 năm 2017, sự cố đứt cáp quang biển AG sẽ được khắc phục hoàn toàn. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây chúng ta đã được nghe về việc Apple đã và đang dành một sự quan tâm rất lớn tới công nghệ thực tế tăng cường AR. Và trong một báo cáo mới nhất vừa tiết lộ đã cho biết công ty Mỹ đang thực sự phát triển tính năng này và dự kiến sẽ mang nó lên thế hệ iPhone mới nhất thông qua một chiếc kính AR đi kèm. Cụ thể, nguồn tin cho biết Apple đã huy động hàng trăm kỹ sư làm việc với công nghệ này, bao gồm cả những thành viên đến từ những dự án HoloLens của Microsoft và Oculus của Facebook. Theo đó, thì Apple nhiều khả năng sẽ tập trung ứng dụng công nghệ này vào khả năng chụp ảnh, sau đó thay đổi độ sâu của bức ảnh hoặc của các đối tượng cụ thể trong bức ảnh, cho phép người dùng lựa chọn một đối tượng trên bức ảnh và chỉnh sửa trực tiếp. Một ứng dụng khác của công nghệ AR là để bổ sung cho các hiệu ứng ảo và các đối tượng trên một người. Không rõ là đến khi ra mắt thì Apple sẽ tối ưu hóa được tính năng này đến đâu, nhưng qua những gì mà chúng ta vừa nghe được thì có vẻ như là các tính năng AR đầu tiên trên iPhone mới có thể khá đơn giản. Sony mới đây vừa trình làng chính thức một chiếc điện thoại mới mang tên là Xperia L1. Đây là một động thái khá bất ngờ khi mà các thông tin xung quanh chiếc điện thoại này mới chỉ được hé lộ đúng một ngày trước thông qua cơ sở dữ liệu của ứng dụng GFX Pen. Không ngoài dự kiến thì Xperia L1 chính là phiên bản kế nhiệm của chiếc Xperia L tầm trung đã ra mắt cách đây vài năm. Và dĩ nhiên là thiết bị mới này cũng ấn tượng hơn hẳn người tiền nhiệm. Cụ thể đó là về thiết kế, chiếc Xperia L1 mang nhiều đường nét cắt mạnh, vuông vức, nam tính và tương đồng với các mẫu Xperia X mới được ra mắt tại MWC 2017 vừa qua. Tuy nhiên thiết bị này lại có lợi thế khi cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc vỏ máy trẻ trung và hứa hẹn mang lại cho người dùng trẻ nhiều lựa chọn. Về cấu hình vốn thuộc phân khúc tầm trung nên Xperia L1 không có nhiều điểm nổi bật khi chỉ được trang bị màn hình HD, RAM 2GB, vi xử lý MediaTek 4x 1.45GHz, bộ nhớ trong 16GB, camera chính 13MP cùng camera phụ là 5MP, tích hợp 2 SIM cùng hệ điều hành Android 7 Nougat cài sẵn. Điểm mạnh là thiết bị được trang bị một màn hình lớn lên tới 5,5 inch, do đó sẽ tương đối đáng cân nhắc với những người muốn tìm kiếm một thiết bị đẹp, màn to trong một mức giá dễ chịu. Và dự kiến chiếc Xperia L1 sẽ được mở bán chính thức vào khoảng 2 tuần nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Các bạn thấy thế nào? Hãy comment xuống dưới cho bọn mình biết nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!